chào mọi người đã đến với Dạy Nấu Ăn Mẹ Sữa. Hôm nay Hoa xin chia sẻ với mọi người món cá thu sốt me. Món này gia đình mình rất thích ăn. Công thức này rất dễ nấu, ai cũng có thể nấu được. Và phần nước sốt của nó chua chua, ngọt ngọt và hơi cay, ăn với cơm rất là ngon miệng. Các mẹ có thể sử dụng một ít rau quả để trang trí cho món ăn thêm hấp dẫn hơn nhé. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ bí kíp cho mọi người. Công thức nấu sẽ gồm có: thứ nhất là cá thu vảy, ớt, tỏi, hành và rau thìn à. Và không thể thiếu đó chính là nước sốt me. Bây giờ mình sẽ đi rán cá. Mình sẽ rán vàng hai mặt cá lên. Cá này mình mua lúc sáng nên rất là tươi ngon. Mọi người không mua được cá thu vảy có thể mua sang cá thu trơn cũng được nhé. Có thể sử dụng phần dầu rán cá vừa rồi để làm phần nước sốt cũng được nhé. Tỏi thơm, mọi người cho nước cốt me vào. Nước cốt me này mọi người nấu rất là dễ, nấu mềm me với nước rồi lọc qua dây là được. Thêm nửa thìa bột nêm, nửa thìa bột ngọt, một thìa đường. Một thìa tương ớt. Một phẩy năm thìa mắm ngon. Mọi người có thể lêm lếm lại để hợp với khẩu vị ăn. Thì cho thêm ớt, nếu không ăn được cay thì có thể không cho ớt cũng được. Sau đó sẽ sốt cá trong vòng 10 phút. Được 5 phút thì lật cá để nước sốt thấm đều hai mặt cá. Cùng thêm hành và rau thì là vào làm món ăn hoàn thiện. Món ăn nhìn rất ngon và hấp dẫn. Mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký Dạy Nấu Ăn Mẹ Sữa giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.